Priority one is elimination of NRC defense systems. Okay, let's clear the way for the Egyptian infantry assault. Ok, chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Call of Duty Black Ops nha các bạn. Black Ops phần 3 nha. Này phải bay như thế nào đây? Bấm chữ G. Ôi. Ơi. Trời. Tập này sao bay gắt vậy? Bắn nè, bấm chữ G là bắn tên lửa nè. Ồ. Yeah. Tập này lái máy bay hơi bị gắt nha các bạn. Mình vẫn chưa quen. Oh, hụt rồi. No. Yeah. Cái máy bay mình đang lái là cái hiệu gì vậy ta? F-22 hả? Ơi, không phải. Cái này 2060 mà làm sao mà F-22 được. Cái này là F-100 luôn rồi. Yeah. Này như chúng ta đang ở Ai Cập các bạn ơi. Ui ui. Cái gì thế này? À, mình phải bắn phá mấy cái này hả? À, bắn phá mấy cái tấm pin mặt trời, không? Đó. Đó, bắn banh nhà luôn. Mình cứ bắn khí đại đi, mình không biết đâu. Người máy hả con? Ây da. Robot. Rồi, mục tiêu chúng ta đã tiêu diệt xong hết rồi. Giờ bắn gì nữa? Còn mấy lính còn thôi. Rồi chúng ta phải đáp các bạn ơi. Đáp lên. Bấm chữ F rồi. À. Tôi đáp kiểu gì vậy ta? Ờ các bạn, đây là cái súng nhắm mình mới mới nâng cấp kìa. Như là mình có cây súng lục mới nè. Súng lục gì mà có 6 viên trời. Để mình bắn thử cái lục này có mạnh không. Ô, lục này bắn đạn nổ các bạn ơi. Mạnh lắm. Một phát là chết đó. Quỷ bồ. Mày khá là bảo hết đạn các bạn. Rồi cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi đang review súng mà. Ok, giỡn như đủ rồi các bạn ơi. Bây giờ mình lấy súng ngắm mình bắn nha. Một thằng. Hai thằng. Ba thằng. Có con nữa. Không phải thằng không đâu. Cái gì đây? Cưa à? Súng ngắm này được đấy. Tuy nhiên trong cái map này có lẽ không phù hợp. Mình lấm súng của tụi nó luôn các bạn ơi. Hiện tại mình có hai cây súng. Một cây súng trường và một cây súng ngắm. Tức là mình muốn lụm cái súng các bạn, mình phải nâng cấp cái kỹ năng các bạn ơi. Nó mới cho lụm súng. Chứ không phải khơi khơi các bạn vô lụm là lụm. Kỳ lạ vậy đó. Mình mới nâng cái kỹ năng nó mới cho lụm đó. Mình phải cover cho con bồ. Cho con bồ làm việc. Nó đang hắt cái gì đó.
tiếp đi. À đây đây đây. Mày. Mày, trời ơi, ngay đầu luôn các bạn ơi. Mày. Ủa ngay đầu mà không chết ta. Rõ ràng là mình bắn trúng mà. Hướng nào, hướng nào? Này đây. Mày. Một phát chết luôn. Mày này á. À. Mày này á. Rồi mình sẽ đi tới đây. Hình như tới chỗ kiếm máy bay của mình hay gì đó. Thằng này có cái súng gì đây? Wow. Rồi súng của thằng này xịn ghê ta. Các bạn ơi, nó có súng shotgun gì nè, mới nè. Ngon đấy. Các bạn thấy không, tụi nó xịn không? Tụi nó được trang bị rất là nhiều súng hiện đại luôn. Còn mình chẳng có gì cả. Mình phải tiết kiệm từng cái kỹ năng để mình nâng cấp. À, Ron. Mình phải hạ những con robot có tên lửa, đừng hòng nó bắn máy bay của bộ mình. À, ở đây có con chiến nữa nè. Chết đi. Yeah. Phía bên này nữa. Rồi, mình sẽ đáp bên đây. Đã xuống. Let's go. Wow, cái súng đẹp quá. Nhìn mê luôn á. Pop. 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 Ê bộ bộ, xin lỗi. Bắn chung vô bộ các bạn. Súng này lắp đạn thấy dễ quá ta. Nó nhét cái cục gì vô á, con cục màu là full đạn luôn. Ngắm này, ngắm này, mày ngắm đi. Gì đây? Mày bắn tao à? Mày bắn tao à? Bọn này núp nhiều ghê ta. Chúng nó ăn nắp khắp nơi. Mày nấp nè, nấp nè. Còn đứa nào nấp không? Gã luôn đi. Rồi, mở cái này cho nhỏ bồ nó hát tiếp. Nó phá hoại trong này á. Trong lúc phá hoại thì mình phải phòng thủ. Bây giờ mình có khả năng lụm đồ của các bạn, cho nên là tụi nó có súng xịn xịn đem ra là mình có thể mình lụm được á. Mày này, nè mấy thằng này súng xịn lắm nè. Lính chán gì đâu mất tiêu rồi. Kìa bên kia. Mình phải để ý mấy cái thằng này để mình lụm súng đó. Mày. Nghe nói có súng xịn phải không? Súng ngắm này ngon ta. Súng ngắm của mình khá là ngon đó các bạn. Mạnh lắm á. Nó là cái súng kế cuối rồi đó. Trong cái dòng súng ngắm là còn một cây nữa. Là cây cuối có thể là xịn nhất. Mày này. Bắn, bắn lên.
lén. Rồi, nhóm bộ mình đã phá hoại xong rồi. Bộp. Máu này bắn đứt giò luôn hay sao vậy? Súng này bắn ghê lắm nha các bạn, bắn là có thể gãy chân gãy tay luôn. Rồi, mấy anh này có súng gì cho mình mượn nè. Đổi ơi. Trời. Cái này hình như là shotgun mà cuối cùng luôn á. Bộ ơi, đứng đó cho tao thử súng. Thôi mình phải shotgun. Shotgun bắn tự động nha các bạn. Ngon. Rồi. Mục tiêu tiếp theo. Oh shit. Phải đáp xuống đây nữa à. Sao đáp nhiều vậy? Giữ nút F rồi. Rồi, mấy em ra đây nhiều nhiều để anh thử súng xem nào. Cái súng anh mới lụm ngon lắm. Một khẩu súng ngắm với một khẩu súng shotgun thấy cũng được đấy. Rồi, chúng ta làm gì đây đây? Cái này là cái gì vậy? Oh, nhảy xuống à? That is a hell of a swim. Nhảy xuống rồi các bạn ơi. Listen only to the sound of my voice. Imagine yourself in a frozen forest. Hả? Cái gì thế? Rồi. Đừng nói là bị chết đuối nha. Rất may là có nhỏ bồ xinh đẹp nó lo mình lên đó các bạn. Uống nước đã luôn rồi các bạn ơi. Why were my system shutting down? I checked your diagnostics. You're showing the same symptoms as Hendrix. Probably the same as Taylor's team. Symptoms of what? I think the AI software running the Black Project made the leap to organic. Your DNI was the gateway. It was born inside the test subjects, and now it lives inside all of you. Slowly taking control. Slowly driving you insane. How slowly? Maybe days. Maybe hours. It seems to be a distributed system. A hive mind. Growing from the experiences of everyone it infects. Consuming them. Listen to me. However this thing works, whatever it wants, I'm still me. Taylor. We'll find him. And if the only way to stop him is with a bullet in his head, I'll do it. He's not the only one. If the time comes, I'll do what needs to be done. We can find another way. A way outside the military, outside the CIA. There are places we can go, places we can be safe. Please, listen to me. Stay with me. Oh, it's on. Something's jamming our signal. Hình như là chúng ta đang đi tìm cái ông Taylor thì phải. Something doesn't feel right. Yeah, I got that same feeling. Có gì đó không ổn. Up here. Ready weapons. Có gì đó không ổn các bạn ơi. Mình chọn tuyệt chiêu coi. On me. Oh. Cái gì vậy nè? Multiple contacts headed your way. Get out of there. Taylor and Moretti. They knew we were coming. You have to go now. They're trying to box you in. Do you copy? Nhỏ này không chết là hay lắm rồi đó. Chúng ta đã bị bẫy rồi. Đây là một cái bẫy.
hay lắm. Hôm nay mình có đem theo shotgun này quá ok. Cái lộn mới lụm chứ. Để bắn mấy con robot này là quá đỉnh luôn các bạn ơi. Cái súng này rất tuyệt vời. Perfect. Ây da. Mày này láo liếu. Mày. Ôi trời, tụi nó đông vậy. Lão tao bắn cho mày chết luôn. Quên, mình có oxygen nha, mình phải thở. Mình không thể ở dưới nước quá lâu các bạn ơi. Just keep coming. The NRC assault is relentless. We are struggling to gain a foothold in this fight. We need more air support. Thằng cha Taylor đang trốn ở đâu đó các bạn. Kiểu như ông biết mình tới á. Ông biết mình tới rồi ông sẽ đặt bẫy khắp nơi á. Giống như hồi nãy mình nhỏ này nó mở cái cửa nổ cái đùng luôn. Kane can push the feed to your HUD. Do it. Above or below, we'll give you all the support you need. Rồi chúng ta lại lên máy bay đi tiếp thôi. Máy bay thì xịn quá các bạn. Cái này là chiếc, nó giống như chiếc F-35. Nhưng mà đây là có lẽ là một cái phiên bản hiện đại hơn gấp nhiều lần. Tại vì nó là 2006 mấy. Còn mình bây giờ là 2021 thôi. Tên lửa nè. Tên lửa nè. Trời nó bãi gắt dữ vậy. Tên lửa nè. Ui nó bay quá kinh các bạn. Yeah. Woo. Còn đâu nữa. Đây. Mày. Yeah. Chiếc máy bay mình đang lái hơi bị xịn đó nha. Công nghệ dữ lắm luôn á. Chết đi. Yeah. Còn chiếc nào nữa không? Ra luôn. Kìa còn kìa. Ôi. À mình phải bắn mấy thằng này phòng thủ. Bọn bay ỉ, tụi bay có robot à? Này thì robot này nè. Hỗ trợ bồ của mình các bạn, bồ mình đang bị bao vây các bạn ơi. Mình ở trên trời mình có lợi thế. Mày này. Bồ ơi cứ yên tâm đi, có mình rồi. Transmission là gì ta? Kìa, ổng kìa. Thằng cha Taylor kìa. Lão phản bội. Hôm nay ông phải chết. Đi đâu vậy? Rồi quá trễ rồi. Bọn mình vừa tới nơi hay là cửa đóng. Mình phải đáp ở đây. Rồi 500 anh em ơi, chiến thôi. Súng ngắm xịn nè. Bột. Trời cái súng này ngon quá thôi. Này bắn đã thì chứ. Nó có mấy con robot lăn lăn, mấy con đó nguy hiểm. Ê lộn. Tiến lên luôn. Mày. Ây da. Ăn nguyên quả tên lửa của nó các bạn ơi. Khổ. Ê lũ đạn.
mau. Mau nè. Bắn cái lò nhà nó mù hết luôn. Gì đây? Wow. Khá là điện ảnh. Trời ơi, đi lấy cái súng ngắm má ơi. Mấy khúc quay chậm này ta lấy cái súng nào bắn tự động cái. Súng này bắn xa khá là cùi các bạn. Đó là cái dòng shotgun thì súng nào cũng vậy thôi. Còn cái này cái gì vậy? Núp đây làm gì vậy bạn? Núp đây làm gì bạn? Núp, núp, núp. Rồi còn bạn nào núp nữa không? Ra luôn đi nha. Ủa rồi mục tiêu nó kêu mình vô đây làm gì? Rồi. Bộp. Bộp. Chắc mình đổi súng quá các bạn. Đó cái này để bắn xa hơn các bạn ơi. Cái kia bắn gần. Má ơi cái này cắm rùi các bạn. Súng này súng ngắm rùi. Đó. Manower nè, cái này ngon nè. Cấu hình khá là mạnh. Ngắm red dot. Chuẩn. Chỗ này đã đổi súng nè, không cần đổi đâu. What the hell's wrong with you? Gì đây? Sao? There's something inside your mind. It's been there since you interfaced with Diaz. It's the same thing which is inside of Taylor. You've lost perspective on the mission, on Taylor. What? Taylor exposed a conspiracy that goes right to the rotten heart of the CIA and the Winslow Accord, and that makes him a target. No, Kane has been monitoring our diagnostics. Kane? Yeah, she's the one pulling the strings, has been all along. She is the CIA fucking A. That's enough, Hendricks! What? What, you don't believe me? Oh, you're just getting a little bit sweet on her now, aren't you? Making plans for a nice house in the country and a perfect little family. Didn't I tell you not to trust her? Game này mình thấy có bộ tụi này nó phái cãi nhau lắm sao các bạn? Đi tới cái chỗ nào thấy tụi nó đứng lại cãi nhau. Trời ơi. Sao đây, sao đây, sao đây? Nó ở đâu vậy? Ây cha. Bóp. Trời, núp rồi mà vẫn bị bắn. Thì ra tụi nó trên lầu các bạn ơi. Moretti? Moretti, listen to me. You haven't learned anything, have you? Bob. Diaz and Hall are dead. Whatever Taylor told you, it isn't too late to turn back. Give yourself up, and I will personally guarantee your safety. Ừ, tức là hình như là máy phát điện. Tối quá mình không thấy, mình phải bật chế độ này lên. Mày này à, có thằng bắn tỉa các bạn. Nè nó có thằng bắn. Lurking in the darkness. Already, you know me. You can trust
trust me. You'd better get your head down. You may be a fucking badass, but you're not immortal. Please. Phá cái máy phát điện này. Đuôi nè. Tụi nó quá đông các bạn ơi. À. Bọn mình đang đứng ngoài đó lãnh đạn cho mình đó các bạn. Bà nội cha nó bắn tỉa đứng trên đó nó tỉa mình. Được rồi, tao sẽ thông mày. Ai đây, Taylor hả? The world knows the truth. You're a traitor. Your truth has killed more people than you can count. Không phải. I know we did what was right. Can you say the same? Wait. Gì ta nằm mơ gì nữa rồi. Tào lao vậy. Trời ơi đâm luôn rồi. Chúng cái cây sắt nó đâm nó chết rồi các bạn ơi. Thật là dã man. Tập này thật là man rợ. Nó bây giờ tụi nó đứng cãi nhau nữa nè. Bắt mình ngồi nghe. Bạn nào không thích tụi này thì xả qua đi nha. Tôi nhanh qua. An Egyptian army break right now is because no one is coming to help us. We're on our own. You're all I've got. Besides, you're my friend. The NRC have launched a missile barrage. You need to get out of there now. No need to tell us twice. Rồi, chạy thôi. Ôi. Chỗ này sắp sập tới nơi rồi các bạn ơi. Chúng ta phải chạy thật nhanh. Oh my god. Ow. Oh. Tội nghiệp phần đó không. Bộ mình chạy ghê ta. Keep moving. Hangers this way. Máy bay đâu? Rồi, giọt đi thôi. Chỗ này sắp sập rồi. Yeah. Hoàn thành sứ mệnh nhưng vẫn chưa bắt được cái ông Taylor. Chỉ bắt được thuộc hạ của ông đó thôi. Ok. Hôm nay đến đây là hết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Các bạn nhớ like như là đăng ký theo dõi channel của mình nha các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào cái tập tiếp theo.